Xin chào các em, tôi là Vũ Duy Cương và tôi là một trong những giáo viên phụ trách trình bày với các em môn học kỹ năng thực hành pháp luật. Thế thì vì cái điều kiện hiện nay các em cũng biết là tình hình dịch bệnh cho nên là nhà trường đã buộc phải thay đổi từ cái hình thức gặp mặt face to face trực tiếp với các em ở trên lớp của các cái giảng viên bằng cái hình thức là trao đổi qua cái hình thức online learning như thế này, thì đấy cũng có những cái hạn chế. Thế thì cũng mong các em là với những cái hướng dẫn hết sức cơ bản của tôi về một số các nội dung trong các cái chuyên đề được phân công, thì cũng mong các em là chúng ta cùng tham khảo, sau đó các em cũng có thể có những hình thức chia sẻ, phản hồi lại, trao đổi lại với tôi thông qua những cái cách thức online để chúng ta có thể nắm bắt được những cái nội dung trong một cái môn học mà các em biết thì đây là một cái môn học mà nhà trường cũng rất là kỳ vọng để trang bị cho các em sinh viên năm cuối. Đấy, sau rất là một cái chương trình đào tạo rất là đầy đủ các cái nội dung về kiến thức, thái độ, kỹ năng, thì những cái kỹ năng mà nó chuyên biệt, nó được thiết kế bắt nguồn từ những cái đòi hỏi của những cái đối tượng, những cái vị trí thực hành pháp luật đó. Cho nên đây là một cái môn mà nó bao gồm những kỹ năng rất là gần với những cái sinh viên luật chúng ta và những cái người thực hành pháp luật sau khi chúng ta tốt nghiệp ra trường. Các em cũng biết rằng môn học này thì nó được thiết kế bao gồm 5 chuyên đề. Cái chuyên đề đầu tiên thì trao đổi các em về vấn đề đạo đức của những người trong cái lĩnh vực thực hành pháp luật, thì đây là một vấn đề rất là quan trọng, nó được đặt lên hàng đầu và nó nằm ở cái chuyên đề thứ nhất. Cái chuyên đề thứ hai liên quan đến kỹ năng tiếp cận, khai thác thông tin từ khách hàng, ghi nhận vụ việc và quản lý hồ sơ. Chuyên đề thứ ba là cái kỹ năng tìm kiếm tài liệu, nghiên cứu, phân tích hồ sơ của luật sư. Có thể nói là trong hai kỹ năng thứ hai và thứ ba này là có rất là nhiều các nội dung mà các em cũng có thể là chúng ta hệ thống hóa nó lại để chúng ta ghi nhớ lại bằng cách thức xây dựng các cái quy trình, các cái bước cụ thể bắt đầu như thế nào, và với mỗi một cái bước đó thì yêu cầu các cái nguồn lực, các cái hồ sơ để ghi nhận lại như thế nào. Thì đấy là cái mà có thể giúp các em hệ thống lại được các cái nội dung trong chương 2 và chương 3. Cái chương thứ tư là cái chương mà tôi đang dự định trình bày với các em ở đây, là cái chương liên quan đến một cái kỹ năng rất là quan trọng của sinh viên luật chúng ta nói riêng và của cái người hành nghề thực hành pháp luật sau này trong cuộc sống và nói chung, đó là cái kỹ năng đàm phán và tranh luận. Sẽ còn một cái chuyên đề thứ năm nữa về kỹ năng viết thư tư vấn và bài bào chữa, thì đấy là một kỹ năng nó chuyên về cái việc training rèn luyện các em về cái kỹ năng để chúng ta viết, thì sẽ do một cái giáo viên khác cùng trao đổi với các em. Và có thể ý tưởng của tôi muốn trao đổi, muốn chia sẻ với các em ở đây, thì đối với sinh viên luật, đối với người hành nghề luật của chúng ta, thì cái chữ S này gợi cho các em một cái kỹ năng rất là quan trọng, đó là cái chữ S bắt đầu của cái chữ là solution made, tức là chúng ta là người đưa ra giải pháp, nhưng mà chúng ta không phàn nàn về cái nóng mà chúng ta sẽ góp phần trong một cái cây. Thì đấy là cái ý tưởng mà tôi muốn chia sẻ với các em. Như vậy thì tổng kết lại về cái câu chuyện kỹ năng, thì tôi muốn các em nhớ rằng kỹ năng như vậy nó là một cái cách làm hiệu quả nhất để đạt được mục đích. Và như vậy thì nó là cách làm hiệu quả nhất hướng ra ngoài. Cho nên nó đóng vai trò rất là quan trọng ở chỗ là nếu các em có một thái độ tốt, các em có một cái khối lượng kiến thức rất là dồi dào, rất là thông thái, rất là hiểu biết. Nhưng cái sự hiểu biết, cái thái độ tốt của em, cái kiến thức dồi dào đấy của em nếu thể hiện ra ngoài mà nó không hiệu quả thì nó lại không truyền tải được một cái thông điệp và nó không giúp các em đạt được cái mục đích. Cho nên cũng có thể nói rằng là vai trò của kỹ năng nó rất quan trọng ở chỗ nó là cái sự thể hiện toàn vẹn nhất của kiến thức và thái độ. Xin các em hãy đọc cái dòng phía cuối của cái slide này. Đấy là một cái câu mà tôi rất là tâm huyết. Tức là nếu như kiến thức của các em là đạt được mức 8 điểm, thái độ của các em là 8 điểm, nhưng cách các em thể hiện ra ngoài là câu chuyện của kỹ năng, chỉ là sự lúng túng, chỉ là sự bối rối và đạt được 3 điểm, thì cuối cùng các em sẽ chỉ thể hiện được ở mức 3 điểm. Và xã hội đánh giá cũng như cái đồng lương các em nhận được nó cũng chỉ tương xứng với 3 điểm mà
tục đối với cái chuyên đề này thì tôi nhắc các em về một cái câu rất là kinh điển, đúng không ạ? Con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội. Chúng ta đang sống trong một cái xã hội người, và cũng thật sự là những cái thời điểm hiện nay thì nó gợi cho chúng ta những cái suy nghĩ rất là khác biệt về cái câu chuyện của dịch bệnh, nên con người chúng ta đang cố gắng tách biệt, đang cố gắng xa cách. Nhưng thật ra chúng ta đã sống trong một xã hội người thì không thể nào đảo ngược được câu chuyện là chúng ta sống bên nhau, chúng ta tổng hòa các mối quan hệ, chúng ta giao tiếp, đúng không ạ? Chúng ta sống, chúng ta yêu, chúng ta làm việc, đấy, nó đều là trong một cái bối cảnh, đúng không ạ? Với một cái cộng đồng người nhất định cho chúng ta lựa chọn, và cái cộng đồng của cái sinh viên luật chúng ta lựa chọn chính là cái cộng đồng của những người hành nghề luật. Cái môi trường hành nghề luật, thực hành pháp luật đó thì các em biết, nếu chúng ta lấy chúng ta ở vị trí trung tâm, chúng ta phải xử lý rất rất nhiều các cái mối quan hệ, đúng không? Và có lẽ là tôi cũng từ cái trải nghiệm của mình xin chia sẻ với các em về cái việc xử lý cái mối quan hệ với mình, với chính mình cũng là một cái phải đòi hỏi sự cố gắng, đòi hỏi sự luyện tập, đòi hỏi sự trải nghiệm. Và cái này thì có thể sẽ trao đổi với các em thêm trong những cái chuyên đề khác. Thế còn hướng ra bên ngoài, đó là việc xử lý rất nhiều các mối quan hệ, ví dụ với các cái cơ quan nhà nước, đúng không ạ, cái cơ quan tư pháp, đúng không ạ, cơ quan hành chính đó, rồi ngay cả với những đồng nghiệp trong cơ quan của mình, trong văn phòng luật sư của mình, trong tòa án của mình đó, với các cái khách hàng là cái đối tượng ví dụ rất là quan trọng, đúng không ạ? Chúng ta là công chứng viên, chúng ta có khách hàng của công chứng viên, chúng ta là luật sư, chúng ta có thân chủ, có khách hàng, đúng không ạ? Và hiện nay thì các em cũng biết là chúng ta cũng phải xử lý các cái mối quan hệ với công luận, với xã hội, với truyền thông. Đấy, các em cũng biết là cái câu chuyện với truyền thông, câu chuyện xử lý các cái vướng mắc, đúng không ạ? Những cái khúc mắc, những cái problem, những cái vấn đề, đúng không ạ? Những cái quan hệ công việc bình thường với truyền thông cũng là đòi hỏi chúng ta phải có những kỹ năng rất là quan trọng. Và trong đó có lẽ là cũng phải đề ra những câu chuyện là chúng ta trao đổi, chúng ta đàm phán và chúng ta tranh luận trong các mối quan hệ đấy. Đây là một cái hình nữa để cho các em thấy một cái hình ảnh mà có lẽ bây giờ thì chúng ta sẽ dễ dàng để có đạt được một cái sự đồng thuận hơn về hình ảnh về một cái người đàn ông, đúng không? Chúng ta thấy đây là một người đàn ông và cái vướng mắc của anh ta là cái bức tường, và anh ta có rất rất nhiều những cái thang, và các em cũng biết rằng là cái thang này thì chỉ cần một trong số rất nhiều cái thang này dựng lên thì cái người đàn ông này sẽ nhanh chóng vượt qua được cái trở ngại là cái bức tường này. Nhưng anh ta có rất nhiều thang, nhưng anh ta đều nằm ngang xuống như vậy ở dưới đất, và chồng lên thì vẫn không và có thể nói là khó khăn thì vượt qua được cái bức tường này. Điều đơn giản nhất của anh ta cần một kỹ năng, đó là dựng thang lên và vượt qua. Như vậy có thể hình dung ở đây đó là cái câu chuyện là anh ấy có rất nhiều các nguồn lực, anh có rất nhiều kiến thức, anh biết rất được rất nhiều, nhưng anh không thể hiện ra ngoài một cách hiệu quả, cho nên không đạt được cái mục đích ở đây là vượt qua cái bức tường, là vượt qua những khó khăn, là vượt qua những thách thức mà luôn chờ đợi chúng ta trong một cái cuộc đời cũng như là trong cái công việc. Đã tham khảo rồi, đúng không ạ? Tôi muốn các em nghĩ về cái hình này, có thể các em có những ý tưởng khác, những ý tưởng đặt trong bối cảnh của cái chủ đề ngày hôm nay, đó là ý tưởng về cái câu chuyện là chúng ta phải là người đưa ra giải pháp, đúng không? Chúng ta không phải là cái người chỉ biết càm ràm, chúng ta không phải là người chỉ biết ném đá, chúng ta không phải là người chỉ biết đổ lỗi, đúng không ạ? Mà với mỗi hoàn cảnh, mỗi tình huống đó, chúng ta có kỹ năng để đưa ra cái giải pháp tốt nhất. Và đó cũng có thể là một cái yếu tố rất quan trọng để chúng ta thành công, chúng ta trở thành những cái nhà lãnh đạo, đóng vai trò là những người đi đầu, tôi nhìn xa trông rộng trong một cái môi trường hành nghề pháp luật. Về cái môi trường thực hành pháp luật, hành nghề pháp luật thì ở đây tôi cũng liệt kê ra thôi, chắc là cũng không đủ để các em thấy những cái yếu tố của cái những cái vị trí, những cái nơi, đúng không ạ, để chúng ta có thể thực hiện những công việc sau khi chúng ta học xong cử nhân luật và thực hiện một số các cái yêu cầu khác về các cái chứng chỉ nghề nghiệp khác. Chúng ta có thể làm trong các cái cơ quan lập pháp, hành pháp hoặc tư pháp. Chúng ta nói nhiều đến luật sư, đúng không các em? Rồi chúng ta nói đến các cái thẩm phán, thư ký tòa,
chúng ta nói đến một cái tổ chức cũng rất là quan trọng khác, đó là viện kiểm sát với kiểm sát viên, rồi cơ quan thi hành án với chấp hành viên, rồi phòng công chứng với lại các công chứng viên, rồi văn phòng thừa phát lại với thừa phát lại. Ở thậm chí các em có thể nghĩ chúng ta chỉ là những cái chuyên gia pháp lý, đúng không ạ? Chúng ta nghiên cứu luật, chúng ta là những cái làm những công việc có thể là kinh doanh nhưng nó có liên quan đến pháp lý, hoặc là các em có thể nếu yêu thích các em có thể chọn lựa công việc làm giảng viên dạy luật ở trong các cái trường đại học hoặc cao đẳng. Hiện nay cũng rất là nhiều các trường đang cần các cái giảng viên như vậy. Đấy, các em có thể hình dung được cái môi trường thực hành pháp luật của chúng ta với những vị trí như vậy. Với luật sư thì cũng không phải chỉ đơn giản là chỉ là một luật sư, mà thường là tạm chia ra thì chúng ta sẽ chuyên về cái luật sư tư vấn, hoặc là cái luật sư trong in-house, trong doanh nghiệp, và cái luật sư thứ hai là luật sư thường xuyên tranh tụng ở tòa. Thế thì khi xác định được mình sẽ chọn những cái vị trí, những cái vai trò nào sau khi chúng ta ra trường, thì bây giờ các em sẽ có cái lựa chọn đúng đắn là chúng ta chọn những cái kỹ năng nào để nó phù hợp, nó đáp ứng với những cái vị trí mà chúng ta chọn sau này. Như vậy cái kỹ năng tư vấn, kỹ năng tranh luận và thương lượng, đúng không? Đàm phán và tranh luận, thì các em thấy là trong tất cả cái vị trí công việc này thì nó đều rất là quan trọng, rất là cần thiết, rất cần thiết. Tôi cũng nói sơ qua một chút là với cái vị trí, cái yêu cầu của các cái vị trí công việc khi ra trường như vậy, thì hiện nay ấy, là trường đại học luật đã đào tạo các em, đúng không? Đào tạo các em trong suốt một cái quá trình 4 năm học với một cái chương trình đào tạo có thể nói là khá là hoàn chỉnh, và dựa trên 3 cái tiêu chí về kiến thức, về thái độ và kỹ năng. Dĩ nhiên thì đối với cá nhân tôi và các em chắc là cũng đồng ý với cái việc là ngoài cái kiến thức, thái độ và kỹ năng đó, chúng ta cũng rất cần cái câu chuyện về cái sức khỏe, đúng không? Cái câu chuyện về sức khỏe là cái rất là quan trọng, bởi vì nếu chúng ta không có sức khỏe thì tất cả những yếu tố kia nó cũng bị hạn chế. Mà cái công việc trong cái lĩnh vực thực hành pháp luật thì các em hình dung nó đòi hỏi rất là nhiều cái sự cạnh tranh, nó áp lực, cho nên chúng ta cần phải có một cái sức khỏe cả về thể chất và tinh thần tốt. Có một lúc nào đó các em có thể đặt câu hỏi là nếu cái chuẩn đầu ra của nhà trường đặt ra về các cái chuẩn về thái độ, kiến thức và kỹ năng như vậy, thì có cách nào để chúng ta đo được là mức độ chúng ta đạt được là như thế nào không? Thì cũng có thể các em có một cái suy nghĩ về câu chuyện khi chúng ta đo về kiến thức thì đó chính là cái bảng điểm, cái số điểm mà các em nhận được. Thế còn cái câu chuyện về thái độ, về kỹ năng thì nó khó hơn, đúng không ạ? Có lẽ cái này các em phải có cái sự trải nghiệm, có cái sự cảm nhận và có cái sự nhận xét, góp ý từ các thầy cô, từ các cái bạn bè và từ những cái mối quan hệ mà chúng ta có được trong cái xã hội. Thì các em cũng lưu ý cái vấn đề này. Mà tôi trong cái điều kiện có thể được trao đổi với các em sinh viên, tôi hay nói một cái ý rằng là đối với sinh viên năm cuối chúng ta khi ra trường, có lẽ các em cũng phải ngồi lại nhìn lại mình, xem được những cái điểm mạnh, điểm yếu của mình, định được cái mức đạt được cái kiến thức, kỹ năng và thái độ của mình như nào, định giá được mình. Khi mình định giá được mình bao nhiêu thì mình có thể hiểu được cái câu chuyện mà cái mức lương, cái khoản tiền mà các cái vị trí trong xã hội họ trả cho mình xứng đáng là như thế nào. Thì đấy là cũng mong các em có thể qua cái câu cái slide này, các em có thể có những suy nghĩ về những vấn đề để chúng ta chuẩn bị cho mình một cái điều kiện gọi là nó chín mùi, nó phù hợp với những cái yêu cầu về thái độ, kiến thức, kỹ năng và cả sức khỏe nữa, để có thể đáp ứng được những vị trí sau khi ra trường trong cái lĩnh vực hành nghề pháp luật có thể nói là rất là nhiều cái áp lực và cái cạnh tranh. Tôi sẽ đi vào cái phần chương thứ tư là cái chương kỹ năng đàm phán và tranh luận. Thì cái chương này thì các em cũng có tiếp cận cái file PowerPoint mà Trung tâm Tư vấn Pháp luật có post lên trang web để các em tham khảo rồi. Ở đây trong cái slide ngắn này thì tôi muốn tóm tắt lại cho các em một vài điểm quan trọng để các em ghi nhớ thôi. Chúng ta nói về cái câu chuyện con người là tổng hòa các cái mối quan hệ xã hội, đúng không? Chúng ta nói về những kỹ năng mà chúng ta thường sử dụng, và tôi cho rằng cái kỹ năng mà chúng ta đàm phán
và trong quá trình đàm phán có thể chúng ta có tranh luận hoặc là quá trình chúng ta tranh luận một cách độc lập là những kỹ năng chúng ta vẫn thường sử dụng. Đối với những cái lớp mà được gặp các em trực tiếp trên lớp ấy, thì có thể tôi sẽ chọn cái cách bắt đầu cái chương này bằng việc nói với các em về cái sự đàm phán và tranh luận và yêu cầu một cái bạn nào đó có thể kể bất kỳ một cái câu chuyện đàm phán hoặc tranh luận nào đó của bạn. Có thể là một cái đàm phán rất đơn giản nữa trong cái việc mua bán một cái mặt hàng nào đó hoặc với bạn bè hoặc với bố mẹ, cho đến cái chuyện có thể đàm phán phức tạp hơn là bạn đã từng đi thực tập và tham gia vào những cái phiên đàm phán trong doanh nghiệp hoặc những đàm phán trong hợp đồng. Thì mục đích để các em kể về các phiên đàm phán đó để chúng tôi sẽ cùng với các bạn khác ở trong lớp chúng ta mổ xẻ các tình huống đó và có thể chỉ ra ngay được là tại vì sao trong cái phiên đàm phán đó các em đã chiến thắng, đã đạt được cái mục đích, đã đạt được hiệu quả, hoặc là các em không chiến thắng, không đạt được hiệu quả. Đó. Thì đấy cũng là một cái cách thức để có thể các em luyện tập luôn cái việc là đứng trước các bạn để kể về câu chuyện đàm phán của mình, trao đổi với các bạn, phản biện các bạn và nghe các bạn mổ xẻ cái tình huống của mình để sau đó cùng rút ra được cái bài học kinh nghiệm để làm sao sau này xây dựng được một công thức để chúng ta đàm phán cho nó thành công. Trong cái chương này thì tôi cũng thiết kế một cái ô chữ và các em cũng có thể nhìn ở trên cái slide thì cái ô chữ cũng khá là đơn giản và nó cũng thật sự nhìn cũng không đẹp mắt lắm, thì tôi cũng không chuyên lắm về cái lĩnh vực này mà tôi chỉ có những cái ý tưởng và thật sự là một cái mong muốn để có thể lôi kéo các em vào những cái tiết học nó sôi nổi hơn, nó cuốn hút hơn và qua đó thì truyền tải được các cái thông điệp cho các em một cách nó hiệu quả hơn. Mỗi một cái ô chữ này các em nó đều có một cái thông điệp hết. Thế thì có lẽ nếu có điều kiện tôi sẽ gửi cho các em một cái file audio, đúng không ạ, để các em cùng giải cái ô chữ này. Và mỗi một ô chữ như vậy thì nó chứa một cái nội dung rất là cô đọng để các em nhớ là khi đi đàm phán thì chúng ta phải lưu ý những vấn đề gì. Thì chúng ta sẽ quay lại cái ô chữ này sau để chúng ta đưa đến một cái phán quyết, một cái sự thống nhất sau cùng. Còn về cái tranh luận đúng không ạ, chúng ta tranh biện, tranh luận, thế thì nó có thể là một cái phần ở trong cái quá trình khi chúng ta đàm phán thì chúng ta gặp một cái vấn đề nào đó mà chúng ta có những cái quan điểm nó khác nhau. Đấy, thế là bắt đầu chúng ta mới tranh biện với nhau để cố gắng bảo vệ cái quan điểm của mình. Và các em biết là do chúng ta sinh ra, đúng không ạ, và được lớn lên rồi được giáo dục ở những cái môi trường khác nhau, tiếp cận với những cái túi khôn của nhân loại khác nhau, đúng không ạ, với cái sự giáo dục của gia đình và xã hội khác nhau, cho nên có thể là chúng ta có nhiều cái cách nhìn, nhiều cái hướng nhìn, nhiều cái quan điểm, nhiều cái suy nghĩ khác nhau và từ đó dẫn đến những cái quan điểm khác nhau đối với một cái tình huống, với một cái sự kiện, với một cái hiện tượng, thì điều đó là hết sức bình thường. Thì trong lúc thì lúc đó nếu trong quá trình đàm phán hoặc là trong cuộc sống mà gặp những cái vấn đề như vậy và giữa hai hoặc nhiều hơn những người có những quan điểm khác nhau thì nó sẽ dẫn ra cái sự tranh luận. Thì đấy là cái câu chuyện mà chúng ta tạm thời hiểu một cách đơn giản về thế nào là đàm phán và tranh luận. Thế thì chúng ta sẽ cố gắng tìm ra những cái công thức, tìm ra những cách thức để chúng ta đàm phán và tranh luận hiệu quả nhằm đạt được cái mục đích đề ra của mình. Ở đây thì là một cái slide mà các em cũng thấy. Ở cuối cái slide thì tôi có nêu ra một số các công thức mà tí nữa thì cũng sẽ trao đổi với các em. Một cái công thức đọc đúng không ạ, theo cái âm tiếng Anh là PDCA đúng không? Hay là PDCA. Thì cái này các em chắc là tí nữa tôi cũng nói luôn đó, nó là viết tắt của chữ Plan, Do, Check, Adjust hoặc là Act, tức là phải lập kế hoạch rồi mới làm, rồi sau đó phải kiểm tra, giám sát và cuối cùng là cải tiến, điều chỉnh nó. Một công thức Iraq thì tiếp theo thì cho các em cũng đã quá quen rồi, đúng không? Iraq tí nữa cũng sẽ trao đổi với các em. Và cái một cái công thức về cái phân tích những điểm mạnh, điểm yếu, những cái cơ hội và thách thức là SWOT, thì cái này thì chắc là các em cũng nắm. Có lẽ là cái cách thức của tôi đang muốn trao đổi với các em là khi chúng ta nói đến những cái câu chuyện của kỹ năng và chúng ta lại bị hạn chế cái câu chuyện để chúng ta có thể luyện tập, thực tập ngay ở trên lớp, thì các em hãy cố gắng nhớ nó bằng một cách thức là bằng những công thức như tôi có chia sẻ với các em ở đây, để khi mà các em phải đàm phán và tranh luận thì cái việc nhớ cái công thức đó sẽ giúp các em hệ thống hóa, sẽ giúp các em nó
công thức hóa được cái vấn đề của mình, và do vậy thì chúng ta đi theo một cái cách thức, một cái công thức, một cái chiến lược nó khoa học và dễ đạt được cái mục đích nhiều hơn. Ở đây tôi cũng đưa ra một cái ví dụ về cái một cái slide nói về cái, tôi có xem được một cái tranh luận, cái cuộc tranh luận trên trên mạng về của các bạn trẻ về cái việc là đâu là cái quan điểm về học đúng đắn hơn. Thì ở đây họ đưa hai cái quan điểm, một là quan điểm của bác Hồ Chí Minh, thì bác cho rằng học để phục sự đoàn thể, giai cấp và nhân dân, tổ quốc và nhân loại. Và thứ hai là cái quan điểm về sự học của tổ chức UNESCO của Liên Hợp Quốc, đó là học để biết, học để làm việc, học để chung sống, học để làm người. Và tôi thấy phần lớn những ý kiến, gần như là tuyệt đại đa số các ý kiến tranh luận thì ủng hộ cái quan điểm của UNESCO vì nó phù hợp, và dĩ nhiên thì đó là một quan điểm phù hợp. Nhưng các em cũng biết là cái tranh luận ở đây thì nếu chúng ta xem xét nó ở cái góc độ lịch sử và góc độ thời điểm thì chúng ta cũng sẽ có một cái nhìn nó open mind hơn, nó rộng mở hơn đối với quan điểm của bác Hồ. Bởi vì khi bác đưa ra cái quan điểm học đó, nó phải đặt trong một cái bối cảnh cụ thể như thế nào. Còn hiện nay thì cái quan điểm của UNESCO thì có vẻ nó phù hợp hơn. Thì chúng ta sẽ nói lại thêm về cái vấn đề này các em nhé. Tôi sẽ sử dụng cái công thức PDCA, Plan, Do, Check, Act, để trình bày, để chia sẻ với các em về cái kỹ năng đàm phán và tranh luận. Thì các em cũng biết đây là một cái công thức của giáo sư Đi Minh. Các em cũng có thể dùng đây là một cái công thức rất là nổi tiếng được sử dụng. Nó nằm trong một cái quy trình, thì các em thấy để nó yêu cầu các cái hoạt động của chúng ta phải nên theo một cái quy trình như vậy. Đầu tiên bao giờ cũng cần phải có cái sự lập kế hoạch, sau đó mới đến cái sự triển khai, rồi đến cái giai đoạn mà chúng ta phải kiểm tra, giám sát xem cái triển khai đó nó có phù hợp với cái kế hoạch đó hay không, kế hoạch ban đầu hay không. Và cuối cùng thì chúng ta có cái sự điều chỉnh, cải tiến ở cái bước sau cùng. Thế thì đây là một cái quy trình rất là khoa học. Nó yêu cầu cái sự đúng đắn, cái sự khoa học ngay từ bước đầu tiên. Tức là để có thể cái quy trình này nó hoàn hảo, thì cái bước lập kế hoạch nó phải đầy đủ, nó phải phù hợp, nó phải đúng đắn. Thì sau đó tất cả các bước sau nghiêm túc thực hiện theo thì nó sẽ đạt được cái hiệu quả. Cái công thức này thì theo cái đánh giá của cá nhân tôi á, thì thật sự là các em cũng thấy là đối với sinh viên chúng ta thì chúng ta thường là hay bỏ qua một cái giai đoạn rất quan trọng, đó là cái giai đoạn mà plan, tức là lập kế hoạch, mà thường chúng ta sẽ bắt đầu ngay vào cái bước gọi là do, tức là thực hiện luôn. Đấy cũng là một cái điểm yếu thường gặp. Cái thứ hai nữa là sẽ có những người mà plan rất là tốt, lập ra những kế hoạch rất là hoàn hảo và thực hiện cũng hiệu quả. Nhưng mà cái bước tiếp theo, tức là cái bước kiểm tra, giám sát thì lại yếu. Đó, thì đấy là cái mà cũng không phù hợp. Nó thể hiện một cái sự nó không có đồng bộ, nó không có tương xứng giữa các cái bước. Và như vậy thì hiệu quả đạt được do cái công thức này đề ra nó sẽ không đạt được theo mong muốn. Thế áp dụng cái công thức này vào cái kỹ năng đàm phán và tranh luận này, thì các em có thể tham khảo đây. Như vậy trong cái công thức PDCA chúng ta nói về chữ P đầu tiên khi chúng ta đàm phán và tranh luận. Thế thì chúng ta sẽ phải P, tức là phải plan, phải lập kế hoạch những vấn đề gì. Chúng ta phải chuẩn bị hết tất cả mọi cái yếu tố. Chúng ta càng chuẩn bị càng kỹ thì cái khả năng chúng ta giành được cái thắng lợi, giành được cái thành công trong cái quá trình đàm phán và tranh luận nó sẽ hiệu quả, nó sẽ cao hơn. Chúng ta chuẩn bị, chúng ta nghĩ trước về những cái diễn biến sẽ xảy ra, những cái tình huống bất ngờ có thể có trong cái quá trình đàm phán đó. Chúng ta rất là quan trọng là xác định được mục đích của đàm phán. Chúng ta đàm phán vì cái gì? Chúng ta muốn cái gì? Từ cái mục đích của cái đàm phán này, chúng ta sẽ xác định cái cách thức mà chúng ta đàm phán. Đúng không? Chúng ta sẽ đàm phán rất là cứng rắn, hay đàm phán một cách mềm mỏng, hay là đàm phán dựa theo tình huống. Đó là những cái cách thức mà chúng ta lựa chọn, hoặc là cái cách thức có thể liên quan đến câu chuyện là chúng ta sẽ bắt đầu đàm phán bắt đầu như thế nào, chúng ta sẽ kết thúc như thế nào, bắt đầu bởi ai. Đó là tất cả những cái mà chúng ta phải chuẩn bị.
trị, đúng không? Và ngay cả những cái yếu tố mà về, về lựa chọn những cái con người tham gia đàm phán, hoặc là hiểu biết những cái con người mà của đối phương khi họ tham gia đàm phán, rồi lựa chọn được cái không gian, cái địa điểm đàm phán, hoặc là lựa chọn được cái thời gian đàm phán nó phù hợp, cũng như là chúng ta dự liệu được những cái tình huống nếu như cái địa điểm, không gian đàm phán hoặc thời gian đàm phán nó không phù hợp với mình, ví dụ như vậy, bên kia họ đề xuất như vậy, thì từ đó khi chúng ta dự liệu được tất cả everything, mọi thứ, đúng không các em, càng nhiều càng tốt ở trong cái giai đoạn này. Nó cũng chỉ tập trung những yếu tố về đấy, không gian, địa điểm, về việc xác định mục đích, về yếu tố con người, những yếu tố khác, những tình huống bất ngờ, những cái mà mình phải đạt được, đó là những cái mà trong đầu các em luôn luôn phải suy nghĩ ở trong cái giai đoạn để chúng ta xây dựng được cái kế hoạch. Ở phía cuối của cái slide này, tôi có đưa ra một cái câu hỏi về việc là làm sao bán được lượt cho nhà sư. Đây là một cái câu hỏi cũng rất là lý thú, các em hãy suy nghĩ về cái câu hỏi này để có thể là chúng ta có những cái trao đổi qua các hình thức khác để lý giải cái câu hỏi của tôi là tại sao tôi lại đặt ra cái câu hỏi này trong cái bước mà các em phải xây dựng cái kế hoạch để chúng ta đàm phán. Qua cái bước thứ hai là trong khi đàm phán, tức là sau khi chúng ta xây dựng được cái kế hoạch đàm phán rồi, thì chúng ta bắt đầu đu, tức là chúng ta thực hiện cái quá trình đàm phán. Thế thì các em có thể ghi nhớ một số các yếu tố, đó là các em cố gắng tìm được cái điểm chung giữa mình và cái người cùng đàm phán với mình. Chúng ta tìm được một điểm chung nào đó, tìm được mối quan tâm chung. Tại sao cái điều này lại quan trọng? Bởi vì thật ra những cái điều này nó sẽ giúp cho hai bên có được cái sự thông hiểu, thông cảm và có được những cái ấn tượng tốt đẹp ban đầu. Đúng không? Tốt đẹp ban đầu. Thì đấy là một cái yếu tố mà các em có thể cần phải lưu ý. Các em cũng lưu ý trong quá trình đàm phán ấy, có thể chúng ta hay gặp những cái vấn đề liên quan đến những câu chuyện về cái quan điểm của chúng ta. Cái quan điểm thì cũng nhắc với các em rằng do cái môi trường nó khác nhau hoàn toàn, cho nên mỗi một người khác nhau thì thường có những quan điểm khác nhau. Và như vậy thì đôi khi có những vấn đề nó liên quan đến câu chuyện quan điểm ấy, thì các em hãy nhớ là chúng ta đã xác định rất rõ ràng, rất kiên định câu chuyện về cái mục đích của chúng ta đàm phán là gì. Thì chúng ta phải cố gắng để đạt bằng được cái mục đích đàm phán đó. Đừng để những câu chuyện, đừng để những quan điểm, đừng để những cái diễn biến trong quá trình đàm phán nó làm ảnh hưởng đến cái việc là chúng ta đạt được cái mục đích của chúng ta. Thì đấy cũng là cái mà các em cần phải lưu ý. Trong quá trình đàm phán thì các em cũng có thể phải ghi nhớ cái việc là chúng ta tôn trọng và chấp nhận những cái sự khác biệt của cái đối tác. Chúng ta có một cái tầm nhìn toàn diện, chúng ta có một cái tầm nhìn nó toàn diện, một cái whole picture, chứ không phải là cái nhìn tiểu tiết. Tôi sẽ nói cái này với các em như thế nào nhỉ? Ví dụ như chẳng hạn trong một cái phiên đàm phán hợp đồng chẳng hạn, nếu chúng ta cảm thấy là cái câu chuyện, ví dụ chúng ta là một cái đại diện cho một cái thương nhân Việt Nam, chúng ta xuất khẩu gạo chẳng hạn, có thể chúng ta quá xa đà về cái câu chuyện là chúng ta cần phải bán gạo với một cái giá cao, đúng không? Bán gạo với một giá cao và chúng ta chiến đấu, chúng ta rất là quyết liệt ở cái nội dung đó, mà chúng ta không có một cái tầm nhìn toàn cảnh cao hơn ở những cái điều khoản khác, ở những cái nội dung khác của hợp đồng, thì có lẽ chúng ta lại không đạt được cái mục đích. Chẳng hạn có thể các bạn tốn rất là nhiều thời gian, công sức và nguồn lực cho cái điều khoản để bạn bán được cái giá cao, nhưng cuối cùng thì bạn lại ở cái điều khoản về thanh toán thì bạn buộc phải chấp nhận cái phương thức thanh toán là trả chậm hoặc là trả làm nhiều lần. Thế thì có lẽ như vậy nó cũng không đạt được cái lợi ích mà mình đạt được. Cho nên khi chúng ta có một cái tầm nhìn toàn cảnh thì nó sẽ giúp cho các em có một cái sự dự liệu ở trong toàn bộ cái tiến trình đàm phán, chứ chúng ta không bị đặt nặng vào, không bị kéo vào, không bị tập trung vào những cái nội dung mà nó mang cái tính tiểu tiết, hoặc là nó chỉ là những cái bộ phận nằm trong một cái bức tranh toàn cảnh mà thôi. Khi đàm phán bế tắc, có lẽ một cái kỹ năng rất là tốt để các em có thể thực hiện được là hãy đặt cái câu hỏi. Thì nếu như
vậy thì sao, đúng không? Và cố gắng tìm ra được những cái đề xuất bằng cách đặt những câu hỏi để trao đổi với đối tác, tìm ra được những cái hướng, những cái cách thức để chúng ta giải quyết được cái bế tắc đó. Ở đây nó có cái câu là không gì là không thể, mà chỉ là bằng cách nào thôi. Vì khi các đối tác đã cùng với chúng ta cùng đàm phán, cùng trao đổi, tức là họ cũng cùng rất là quan tâm, họ luôn mở chúng ta cái cơ hội, thế thì tại sao lại có thể bế tắc được? Vậy cái cách thức ở đây, khi tất cả đều quan tâm mà đến đây là bế tắc, thì chúng ta phải xem xét lại, phải điều chỉnh lại, và có thể có những nhượng bộ, hoặc có thể có những cách thức thể hiện khác để vượt qua được cái bế tắc. Trong khi đàm phán thì các em cũng phải hết sức chú ý cái câu chuyện về cái ngôn ngữ cơ thể, đúng không ạ? Cái ngôn ngữ cơ thể giúp cho chúng ta biểu lộ được các cái ý định, các cái mong muốn, các cái đề xuất của chúng ta một cách nó hiệu quả hơn, cũng như có thể thể hiện được cái sự chân thành, cái sự bình đẳng cùng có lợi của chúng ta. Cũng có thể là qua cái ngôn ngữ cơ thể thì các em có thể định vị được, các em có thể nắm bắt được cái ý tưởng, cái sự bối rối, đúng không? Cái mong muốn, cái sự chân thật của đối tác, để chúng ta có thể qua đó điều chỉnh được các cái cách thức để chúng ta trao đổi đàm phán nhằm đạt được cái mục đích của mình. Trong quá trình đàm phán thì tôi cũng lưu ý các em là hãy lưu ý một cái, có thể đàm phán và tranh luận thì thường là người ta hay có thể sử dụng một cách có thể là vô tình, hoặc là thường có cố ý là sử dụng các cái phép ngụy biện. Thì về các phép ngụy biện thì chắc là các em cũng nắm rồi, đúng không ạ? Bạn nào mà chưa nắm vững được cái này thì có lẽ cũng cần phải nghiên cứu, vì đây là một cái nội dung rất là quan trọng đối với cái người hành nghề luật chúng ta. Các em hãy tham khảo về các cái phương pháp ngụy biện nhé. Thì tham khảo phương pháp ngụy biện để có thể các em hiểu được ngay cái nội dung mà đối tác họ đưa ra là có ngụy biện hay không, và chúng ta lập tức có cách thức để chúng ta phản biện lại một cách rất là hiệu quả. Một cái nội dung nữa trong cái quá trình đàm phán mà tôi xin mượn một cái bài hát tiếng Anh khá là nổi tiếng, đó là Save the Best for Last, tức là hãy để dành cái gì tuyệt đẹp, những gì tốt nhất cho lần cuối cùng. Thì cái này cũng không phải luôn luôn là đúng như vậy, nhưng các em hãy trong quá trình lập kế hoạch thì các em hãy xem đâu là một vấn đề mấu chốt, đâu là một nội dung quan trọng, thì các em có thể hãy sắp xếp cái thời gian, cái thời điểm để nêu ra vấn đề đấy. Và nếu có thể được thì các em hãy dành những cái quan trọng, những cái mấu chốt này ở cái bước cuối cùng, có thể nó mang một cái tính chất quyết định để các em dần dần đạt được cái thắng lợi trong cái quá trình đàm phán. Ở cái giai đoạn kết thúc đàm phán là cái giai đoạn mà chúng ta phải kiểm tra lại xem toàn bộ quá trình đàm phán là giữa cái sự tương thích, giữa cái kế hoạch đàm phán và cái quá trình mà đàm phán đặt ra, xem nó có tương thích với nhau hay không, để qua đó có thể là xác định được cái sự thành công hoặc là thất bại của mình, đúng không? Cũng như là có thể rút ra những cái bài học kinh nghiệm cho những cái lần đàm phán tiếp theo. Phải xác định rõ mục đích, rồi chúng ta phải biết càng nhiều càng tốt, chúng ta phải tôn trọng đối phương, rồi chúng ta có một cái góc nhìn đa diện, và cũng rất là quan trọng các em đều biết cái công thức focus. Chúng ta được phần của cái chuyên đề này thì tôi có đưa ra một cái công thức như này, thì chắc là các em cũng xin mời các em chúng ta cùng trao đổi để chúng ta có thể có một cái luyện tập về cái kỹ năng đàm phán và tranh luận. Ở đây yêu cầu của tôi, của giáo viên đưa ra, đó là đưa ra một cái ô chữ mà các em thấy là thể hiện là 8 cộng với 1 và bằng 3 cái ô chữ. Thế thì ở đây sẽ không phải là một cái ô chữ mà nhanh chóng các em có cái đáp án, đúng không ạ? Bởi vì là 8 cộng 1 thì bằng 9, tất nhiên rồi. Thế nhưng mà cái ô chữ cho các em chỉ là 3 ô chữ thôi, cho nên các em buộc phải động não, phải suy nghĩ xem nó bằng mấy. Và nếu như các em suy nghĩ thì các em cuối cùng có rất là nhiều cái đáp án, đúng không? Các em đều có đáp án. Có thể là 8 cộng 1 đơn giản chỉ bằng 1 cộng 8, các em điền vào cái ô chữ đó như vậy. Hoặc là 8 cộng 1 có thể bằng 9 chia 1 chẳng hạn, đúng không?
À, xin, ok, à, 9, 9, 9 nhân 1, đúng không? Rồi rất là nhiều các đáp án, hoặc là các em có thể chuyển sang cái đáp án về 8 cộng 1 có thể bằng chữ cửu trong ba cái ô chữ này, khá là nhiều, khá là nhiều. Và thậm chí là cái mà tôi muốn các em có cái đáp án suy nghĩ đến ấy, 8 cộng 1 ở đây nó sẽ bằng cái chữ chúng ta điền vào là 6, 6 đúng không? Hoặc là tiếng Anh là 6. Tại sao nó lại bằng 6? Bởi vì các em biết cái chữ 6 đó chúng ta có thể viết ở thành số 6, và nếu chúng ta nhìn theo chiều ngược lại thì số 6 đó thì chính là bằng số 9. Như vậy thì nó sẽ là, nếu nhìn ngược lại, công thức nó sẽ là 9 bằng 1 cộng 8. Thì đấy là cái để các em thấy rằng là có thể như vậy là đối với một cái ô chữ này thì nó có rất là nhiều các cái đáp án đúng, rất là nhiều các đáp án đúng. Vậy thì làm sao mà kết thúc được cái tranh luận là bên nào đúng đây? Thì lúc đó lại phải quay trở về cái câu chuyện là xác định cái mục đích các em đàm phán, các em tranh luận ở đây. Chúng ta tranh luận ở đây để ra nhiều đáp án để chúng ta cùng học, cùng hiểu được các cái thông điệp từ trong cái công thức này, hay chúng ta buộc phải tranh luận để người nào đó là người thắng. Đó, thì từ cái mục đích khác nhau đó nó sẽ dẫn đến cái kết quả mà các em đạt được là khác nhau. Nó là kết quả là sự thỏa hiệp, hoặc là sự tất cả đều hài lòng vì đều đạt được cái mục đích. Hoặc nếu bắt buộc là người nào là cái người đúng nhất, thắng nhất thì các em phải có một cái hệ quy chiếu thôi. Tôi nói ví dụ như là nếu như đây trong một cái lớp học thời tiểu học thôi thì có thể cái câu chuyện 8 cộng 1 thì bằng 1 cộng 8 bằng 7 cộng 2 gì đấy, có lẽ là sẽ là một cái đáp án mà được nhiều người họ suy nghĩ nhất, đúng không? Đối với cái lớp mà các em bắt đầu nó học cái phép nhân chẳng hạn thì 8 cộng 1 bằng 3 nhân 3 chẳng hạn có thể là một cái đáp án đúng nhất. Thế nhưng đối với những lớp mà yêu cầu nó đòi hỏi cái sự sáng tạo, yêu cầu cái tầm nhìn cái toàn cảnh hoặc là cái tầm nhìn đa diện thì một cái đáp án bằng 6, đúng không? Hoặc một cái lớp mà đang nói về các cái giờ học, đúng không? Tiếng Anh thì bằng xít, hoặc là từ Hán Việt, đúng không? Thì bằng cửu. Thì đấy là những cái mà công thức, những cái câu trả lời có thể được chấp nhận. Thì khi tôi nhớ rằng là khi tôi giảng cái công thức này ở một lớp đối với một sinh viên luật, thì có một em họ mới đưa ra cái đáp án là 8 cộng 1 như vậy bằng tùy. Thì đây cũng là một cái ý tưởng khá là hay để xin chia sẻ với các em. Xin cảm ơn các em. Có lẽ là cái chuyên đề 4 này, kỹ năng về đàm phán và tranh luận của tôi thì xin dừng lại ở đây. Thật ra thì trong một cái thời gian nó cũng không dài như này, với một cái chuyên đề mà tôi vẫn đánh giá rằng là nó rất là cần cái sự luyện tập, thực tập, thực tế của các em hơn là những cái yếu tố về kiến thức. Bởi vì thật ra yếu tố về kiến thức thì các em có thể tìm đọc hoặc tìm nghe rất nhiều các cái cuốn sách nói về cái kỹ năng đàm phán và tranh luận này, rất là nhiều. Thế nhưng mà cái điều quan trọng là liệu chúng ta có thể rút ra từ những cái cuốn sách đó những cái nội dung gì được không? Thì cái bài giảng, cái phần trình bày vừa rồi của tôi mong là sẽ cô đọng lại những cái trải nghiệm của chính tôi để xin chia sẻ với các em. Hãy nhớ những cái nội dung đấy, hãy dùng PDCA khi các em đi đàm phán và tranh luận. Hãy nhớ những yếu tố rất là quan trọng trong việc xác định mục đích, trong việc phải nắm bắt, phải hiểu biết, trong việc tôn trọng đối thủ, đối tác, trong việc có một cái tầm nhìn đại diện và không nên bị gọi là lạc đề, đúng không? Chúng ta luôn luôn đặt ra mục đích và theo đuổi đến cùng để nhằm đạt được cái mục đích đấy. Ở phần cuối sẽ có một cái bài thơ nữa là bài thơ Thằng Bòm, bài thơ đàm phán. Thế thì đây là một cái bài thơ mà tôi có đọc được trên mạng, đúng không? Và có thấy một tác giả cũng có trao đổi về việc sử dụng cái bài thơ này để minh họa cho cái kỹ năng đàm phán và tranh luận. Thế thì có một vài cái gợi ý trong cái slide tiếp theo đây để các em đọc và suy nghĩ. Thế cần gì thì các em xin trao đổi với tôi qua các cái hình thức online. Đây, các em có thể tham khảo. Xin cảm ơn các em. Xin chúc các em luôn mạnh khỏe, vui và bình an trong mùa dịch. Và
thật sự tôi rất là mong muốn được gặp trực tiếp với các em. Có thể là nếu như cái điều kiện cho phép thì trước khi các em thi có thể có một cái buổi để có thể hệ thống lại và gặp gỡ các em, trao đổi, chia sẻ những cái nội dung để các em thi cho tốt. Và điều quan trọng thì cũng không phải chỉ là một kỳ thi, mà sau kỳ thi đó thì các em, sau cái đợt thi này thì các em sẽ ra trường và đi làm, thì những cái kiến thức, những cái kỹ năng mà các em không phải chỉ học được mà các em đã từng được luyện tập thì nó sẽ hỗ trợ giúp đỡ các em rất nhiều trong cái quá trình thực hành pháp luật sau này. Xin cảm ơn và xin tạm biệt các em.